Đây là hai người giống Ultra Mail, ông vua ba sàn nhất. Mặc dù trong 3-4 năm tôi đã bán 7-8 nghìn chai 9PM, nhiều người nhắc đến 9PM là nhắc đến Ken Perfume. Nhưng xin lỗi 9PM, theo cá nhân tôi đánh giá tổng quan thì Ram Silver mới là mùi hương ok hơn. Thử so sánh về tất cả khía cạnh xem có đúng không nhá. Đầu tiên là về mùi hương thì 9PM nó ngọt hơn, đậm hơn bản Ultra Mail hiện tại. Nhiều người bảo mùi 9PM quá đậm. Đúng. Còn Ram Silver, mùi hương nó nhẹ hơn Ultra Mail và các cái nốt hương của nó giống Ultra Mail đến 90%. Nói chung là về mùi hương có người thích đậm, có người thích nhẹ. Đúng. Nhưng mà về độ giống bản gốc Ultra Mail hay là độ đa dụng, dùng được rất nhiều dịp, rất nhiều mùa trong năm thì Ram Silver 1-0. Còn về độ bám tỏa thì tất nhiên 9PM mùi hương nó đậm hơn, thế nên nó bám tỏa tốt hơn Ram Silver là cái chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng mà nó cũng không chênh lệch nhiều lắm đâu. Chai này được khoảng tầm 6 đến 8 giờ trên da, tỏa hương hơn 1 mét. Còn 9PM được khoảng tầm 8 đến 10 giờ trên da, tỏa hương phải gần 2 mét. Về thiết kế thì không chỉ là 9PM mà tất cả các thiết kế của Afghan đều ăn đứt Latafa. Latafa các thiết kế của nó vẫn đậm chất Trung Đông, hầm hố.